Thưa quý vị, thực hiện phong tỏa cứng từ ngày 18 tháng 6, đến nay ổ dịch tại khu tam giác các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám đã cơ bản được kiểm soát khi số ca nhiễm COVID-19 những ngày qua đã giảm dần. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện mức độ lây nhiễm tại khu vực này, thì hiện nay quận Thanh Khê đang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đúng 10 ngày sau khi phong tỏa cứng để thiết lập vùng cách ly y tế, sáng nay 28 tháng 6, quận Thanh Khê đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc lần thứ tư tại khu vực tam giác này. Từ 6 giờ sáng, ngành y tế đã triển khai lấy mẫu cho tất cả các hộ dân trong khu vực. Ngày hôm nay mình cũng làm lại, thì mình cũng căn cứ vào đó để mà cái kết quả của ngày hôm nay để đánh giá cái mức độ dịch trong khu phong tỏa có còn lây nhiễm nữa hay không. Thì cái khu phong tỏa thì bắt buộc là phải cách ly 21 ngày theo cái quyết định của Ủy ban nhân dân quận. Nhưng mà cũng là cái để mình đánh giá để mà những cái khu ở gần đó họ có cái cơ sở để chúng ta đánh giá những cái hoạt động khác chung của thành phố nữa. Khu tam giác này có tổng cộng 669 hộ dân với 2.426 nhân khẩu. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân 12.437 tại kiệt 407 Lê Duẩn, thì đến ngày 27 tháng 6, khu tam giác này đã ghi nhận 39 trường hợp mắc COVID-19. Hiện nay, các biện pháp phòng chống dịch tại đây vẫn đang được quận Thanh Khê siết chặt. Chúng tôi là cùng với cảnh sát khu vực lên những kế hoạch, những nhóm 3, ngõ 4, chúng tôi lắp camera, mà hiện nay khu vực chúng tôi lắp gần 10 cái camera để đảm bảo vừa công tác an ninh trật tự, vừa công tác mà phòng chống dịch trong cái khu vực tam giác 2. Công an phường đã huy động 100% lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân, tổ chức 7 chốt, chốt chặn ở khu cách ly thuộc địa bàn phường Tân Chính. Đảm bảo kiểm soát không cho người ra vào khu cách ly, hàng hóa đưa vào khu cách ly đều được kiểm soát, phun khử khuẩn theo đúng quy định. Tình hình tại khu cách ly trên địa bàn phường Tân Chính, tình hình được đảm bảo. Ngoài khu vực tam giác thì hiện trên địa bàn quận Thanh Khê còn có vùng cách ly y tế được thiết lập tại kiệt 199 Nguyễn Phước Nguyên và vùng cách ly 51 Mẹ Hiền. Từ khi bùng phát trở lại đến nay thì quận đã tiến hành lấy 14.000 mẫu xét nghiệm. Thông qua đó, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan.